Ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục soi xét đồ của tân trưởng môn Thiên Quân Bang của Văn Phật của nhà Nam. Tiếp theo là cầu thủ Thiên Quân Bang, đó là cầu thủ Nam Gấu. Anh em cùng xem sơ qua thì Nam Gấu sở hữu những xét đồ như thế nào và ra sao và đã đạt cho mình tân trưởng môn thắng vừa rồi nha anh em. Đó anh em à, hiện tại đang sở hữu cho mình một xét Nam Bang. Một xét Nam Bang con thờ nói là cực phẩm mắt đọc 30-30-30, một giao diện mắt 20. Thiên Quân Bang nha mọi người, sở hữu một cây lên tiệt, cớ nghiệp, bông lôi, bên sát 70, sát thương 29, 56%. Rồi kèm với một cái nón 540, bao tay 540, có cho mình 80%. Kèm với một áo hoàng 50 hiệp cốt, một lai lưng 15-40, có cho mình 40 chón và kháng hỏa. Một đôi giày 19-40, có cho mình 19 kháng hỏa và 40 chón, thì có cho mình 80 chón, 80 chậm nè. Kèm với một người kháng tất cả 7. Với một cái ấn tín tăng trưởng môn tháng vừa rồi thì được cho mình thêm một kỹ năng 9x một cấp, kèm với kháng tất cả từ trang sức và kèm với một phi vòng kỹ năng một cấp từ trang bị phi phong. Thì đợt này anh em nhìn sơ qua xét đồ này khá là khủng anh em à, với một xét thêm bàn như thế này thiệt là quá dữ. Rồi đó, rồi tí nữa Khải sẽ tiếp tục soi những xét đồ trang cao thủ của tăng trưởng môn tháng này tiếp tục cho anh em xem. Và đợt này đang có cho mình đó là hạng 3 giải Lâm Minh Chủ tháng vừa rồi luôn nha anh em. Kết thúc mùa hải giải vừa rồi thì đợt này được là hạng 3. Với một xét đồ bàn mắt ở cực phẩm như thế này thì hiện tại sẽ vào trị giá lên đến hơn chục triệu Việt Nam đồng nha anh em. Rồi con ngựa này cũng hơn 10 triệu nha anh em. Con ngựa này kháng cả 7 mắt ọp cấp 5 nha anh em. Kháng cả 7 hơn 10 triệu nha anh em. Cái kích này chắc cũng hơn 1 triệu cho đến 2 triệu lên tuyệt. À, mấy món 5 trọng này thì rẻ thôi. Đại lưng kháng hỏa 15-40 này khá là cao. Ở server này khá hiếm rồi nè. Đại lưng này chắc cũng tầm vài trăm nghìn cho đến 1 triệu. 1 triệu sợ không tới, chắc hai người chắc cũng tầm hơn 600 nghìn, 700 nghìn gì đó. Đôi giày này đẹp rồi nè. Đôi giày này tóc 34, chón kháng hỏa 40, khá đẹp. Rồi con ngựa này thì sự khỏi nói rồi nè. Rồi xét đồ này thì với cấp, với cái đẳng cấp như thế này thì đang có cho mình khoảng một anh em gì năm đọc như vậy là boss luôn em ơi. Đang với như thế này thì đang có cho mình khoảng xét đồ khoảng hơn 20 triệu nè mà. Xét đồ hơn 20 triệu nè. Cái gì thì con đồ boss à? Mùa này thì ban hội Phật của anh em bọn mình cũng có khá nhiều cao thủ lên tầng những môn vậy nè. Rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho anh em Nam Gấu một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi.